Xin chào các bác nha, em này lại tiếp tục em đi vớt cá thôi. Em chào các anh chị nha. Chiều nay em lại tiếp tục đi vớt lưới đây ạ. Em thả cái lưới 24 khung ấy. Chiều hôm qua, chiều nay em mới vớt đây. Đấy. Không biết hôm nay có được nhiều không? Chỗ này nó lông lắm, cái đầm này nó lông lắm. Từ cái ruộng mà. Cái ruộng người ta bỏ ấy không? Nước nó nổi lên xong em thả lưới xuống. Rồi cũng khá khá kìa, ủa nhiều lắm. Toàn cái con cá sặc, cá cờ ấy. Vừa bẫy về cho cò ăn, nuôi mấy con cò ấy. Cò để đến mùa bẫy đấy. Ốc nữa, ốc nhiều. Cái đầm này nó lông nên là chỉ toàn cá nhỏ thôi. Không có cá to đâu. Nhà em chuyên bán lồng bát quái. Ủa nhiều chưa? Ủa nhiều lắm các ơi. Chuyên bán lồng bát quái các loại từ 8 đến 12 cửa. Rồi lồng khung 15 19, 24, 29 khung. Ui nhiều chưa bác ơi. Ui hôm nay được nhiều chưa. Ui ôi ơi. Hai con rắn. Được hai con rắn. Được rắn này. Hai con rắn to phết ý. Hôm trước được hai con, hôm nay được hai con. Cá đây. Các bác nhớ nhá, khi các bác thả lưới các bác nhớ để hai cái chai ở hai cái đầu này để cho nó không khí nó để cho nó không có không khí để cho con cái sản phẩm nó thở nhá. Nó ngoi lên nó thở chứ không nếu mà các bác mà chưa kịp vớt ngay, chưa kịp đổ sản phẩm ngay là để qua đêm một ngày nào nó sẽ bị chết đấy. Cá hoặc là tôm tép nó sẽ bị chết ngạt đấy. Nên là các bác phải để cho nó nổi lên nó thở. Đấy. Thì em thả lưới đây này. Không có con bị nào bị chết đâu. Nhớ các bác nhá. Thì các bác mua lồng bát quái, khung bát quái thì ủng hộ em nhé. Em để số điện thoại trên trên kênh ấy, các bác ủng hộ em. Đặt hàng thì em gửi hàng về tận nhà cho các bác, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, rất là nhiều nhá. Rắn này. Các bác có thể bẫy chơi, mình ăn không hết thì mình có thể mình bán. Toàn đồ ngon. Đấy, toàn đồ thiên nhiên ngon. Em kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm video. Các bác ơi, sản phẩm của ngày hôm nay đấy ạ. Thì em quay cho các bác xem nhá. Rất là nhiều, anh không lấy cái gì đổ à? Tha hồ ăn. Đấy. Cá này, ốc này này, rắn này, tôm tép này. Hai con rắn. Đây. Đủ các loại đồ nghề các bạn. Cầm cho có hai con rắn kia không nè, bảo các bác rồi ảo. Nhanh lấy cái lần này đi.